Đức Maria ngợi khen Đức Chúa hoạt động nơi người. Trích bài giảng của Thánh Bê-đa Khả Kính Linh Mục. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Qua những lời đó, trước hết Đức Mẹ muốn tuyên xưng những ơn riêng Chúa đã ban cho người cách đặc biệt. Sau là kể ra những ơn chung Thiên Chúa không ngừng ban cho nhân loại đến muôn đời. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa khi đem hết mọi tình cảm con người bên trong ra mà ca ngợi phụng sự Chúa. Khi tỏ ra luôn suy tưởng về quyền lực oai phong của Chúa qua việc tuân giữ các huấn lệnh của người. Thần trí hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ. Khi lấy làm vui vì tưởng nhớ đến một mình Chúa là đấng hóa công và là đấng ban cho niềm hy vọng được ơn cứu độ muôn đời. Những lời đó thật thích hợp cho mọi người hoàn thiện, nhưng đặc biệt thích hợp cho mẹ Diễm Phúc khi người tuyên xưng những lời ấy, vì nhờ đặc ân lạ lùng mà người được cháy lửa mến yêu thiêng liêng đối với đấng người đã hoan hỷ cưu mang trong thân xác mình. Người thật có lý để vui mừng một cách đặc biệt hơn các vị thánh khác trong Đức Giêsu, nghĩa là trong đấng cứu độ người. Vì người nhận biết đấng là tác giả ơn cứu độ muôn đời sẽ sinh ra trong thời gian bởi thịt máu của người, để trong cùng một ngôi vị duy nhất, Đức Giêsu thực sự vừa là con, vừa là Chúa của người. Bởi vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Người không kể gì là do công trạng riêng, vì cho tất cả sự cao trọng của mình là ơn của đấng tự bản tính vốn là quyền năng và vô cùng cao cả, thường làm cho các tín hữu từ chỗ nhỏ bé thấp hèn nên mạnh mẽ cao sang. Đức Mẹ còn khéo léo nói thêm, danh người thật chí thánh chí tôn, để khuyên nhủ thính giả và dạy tất cả những ai nghe được lời của người biết mau mắn đón nhận đức tin và kêu cầu danh Chúa, hầu chính họ có thể thông phần sự thánh thiện muôn đời và ơn cứu độ đích thật. Như lời ngôn sứ, phàm ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu độ. Đó chính là danh Đức Mẹ nói tới trong câu thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Vì thế trong hội thánh có thói quen rất tốt lành là hàng ngày mọi người hát thánh vịnh thánh thi của Đức Mẹ khi nguyện kinh chiều. Nhờ đó tâm hồn các tín hữu vừa năng tưởng nhớ đến mầu nhiệm của Chúa mà thêm lòng sốt mến, vừa năng suy niệm các gương lành của Thánh Mẫu mà thêm vững mạnh trên đường nhân đức. Đọc như thế vào giờ kinh chiều thật là thích hợp, vì tâm trí chúng ta sau một ngày làm việc mệt mỏi và ngổn ngang trăm mối, lúc sắp được nghỉ ngơi, có thể hồi tâm để cùng nhau suy gẫm.